cùng gặp gỡ ba người chơi đối thủ bí ẩn tuần này. Hôm nay David Khánh rất là vui khi mà tới đây. David Khánh à? Victoria Như và Jennifer Minh. Và đối thủ nặng ký đằng sau những ô cửa. Em muốn thách đấu với anh cho nên là anh coi chừng em nha. Trời ơi, đối thủ gì mà anh không thủ vậy? Tôi thắng rồi. Những thử thách kịch tính. Trong cuộc sống nó quá khó khăn, quá mệt mỏi. Em có thể nghỉ ngơi một vài giây. Dễ gì mà có cái trái nào biết nhảy. Chỉ có một trái thôi. Đó là... Còn cái nữa. Chúng tôi cần hai bình oxy gấp. Liệu ai sẽ là chủ sở hữu số tiền khủng của chương trình? Đây là số tiền nó quá xứng đáng rồi. Đối thủ bí ẩn tập 8 phát sóng vào lúc 20h20 phút thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023 trên kênh HTV7.